cô. Nghe đấy cô ơi. Nói đi cô, không nghe đấy. Không nghe rõ, nó kiểu nó chỉ nghe được đúng hai từ đầu tiên. Nói gì đấy ạ? À? Không nghe được. Thế đi cả. Nói rồi. 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 Không nghe được không ạ? Ôi, không nghe được không ạ? Ô nghe được gì con không ạ? Ôi. Alo. Alo.
Rồi. Rồi. Ừ, được ạ. Ông ông Không được. tiếp tục nhá. Cái này làm cho cái nào Vâng. à. Cái này là P4, T4 rồi. Ừ, bỏ. Cô thì phản lại làm ra đáp án. Nào, con số 1. Câu số 1 C Giá không thể nào. ạ. Tiếp tục một. Con số 3. B Chúng ta có thể 4. C Chúng ta tiếp tục con số 5. B Chúng ta tiếp tục nhé. Từ vựng này. Đó cho cô. Tìm. State. Ok. Tìm này có nghĩa là tăng giảm đột ngột. Tăng hoặc là giảm một cách rất là đột ngột. Thì đây là gọi là nhanh đấy, tăng hoặc là giảm nhanh. Được chưa? Tiếp tục này. Operation. Operation. Ok. Operation thì bình thường nó nghĩa là gì đấy Yeah. không? Operating nghĩa là vận hành. Được chưa? Thì operation là sự vận hành, sự hoạt động. Ví dụ sự vận hành của một công ty. So operation ở
company hoặc là nhà máy này bắt đầu đi vào hoạt động chẳng hạn. The factory come into operation. The operation này là tập hoạt động. Tiếp tục này. Recover. Cover. Đây là hồi phục. Tiếp theo, disturb. Đây Disturb. Làm phiền. là Làm phiền. gián đoạn. Gián đoạn. Tiếp tục này. No digger. Và cô đoàn. Go bigger. Không năng, có năng lực không? Gold digger nó sẽ chính là tiếng Việt luôn đấy, thì có những cái đứa đào mỏ, những đứa con gái đào mỏ, những đứa con gái kiếm tiền, cố gắng đi tìm những người đàn ông rất là đạt để kiếm tiền từ họ. Thì gold digger đây chính là những cái người đào mỏ, những cái người phụ nữ sử dụng sắc đẹp để lấy tiền người đàn ông, được chưa? Những kẻ đào mỏ, gold digger, người đào mỏ. Đặc biệt là phụ nữ, thường là phụ nữ, được chưa? Nào, cũng như thường rồi. Như là như hôm nay cũng kiểm tra trường mới nó không ấy là có bắt tiết không? Thấy chưa? Chắc là gì chưa? Sao câu hỏi mà không đi ra? Che lại mỗi từ 5 lần luôn. Sao cái này là tiếp này. Reservation. Reservation. Là sự đặt trước, sự đặt chỗ. Tiếp theo, production costing. Production crushing. Deeper crossing Deeper crushing. là vạch kẻ đường, vạch tầm đường. Tiếp tục blue chair, Wheelchair. đây là xe lăn. Tiếp tục refuse, Refuse. là từ chối, kia Reservation là xin nhường đúng không? Reservation, Reservation là xin nhường sự đặt trước, đúng sự không? đặt chỗ. Không được. Không Không cái này là chưa rồi. như chưa à? Được. À, câu số 11. A, Câu 2. B, Câu 3. B, Câu 4. B, Câu 5. A, Câu 6. A, Câu 7. B, Mười tám, A, mười chín, B, hai A. mươi, mà tiếp tục 21, 21 22, B, 23, C, 24, B, 25. C. Đi mới là đúng, các bạn có đi mới là C đấy. Thế nào và C mà? C là sai rồi. Who is the first person Martha wrote to an English friend? Đâu là cái viên tiếp mà Samantha gửi cho người bạn giúp anh? Nào, bây giờ thì đọc bài nhá. Office is an organization which helps quality people everywhere.
It has built an eye hospital in San Arcade and flown it all over the world with an international medical team. Samantha Graham, a 14 years old school girl from England, went with a plan to Mongolia. Samantha tells the story out to a young Mongolian girl. Last year, when L2 was walking home from school, she was attacked by boys with stick and her eyes were badly damaged. Dr. Fairfield and others doctors said that without an operation, she could never see again. I thought about all the everything I do, but she couldn't. Things like reading school books, watching television, seeing friends, or realize how lucky I am. They always seem agree to operate R2, and I was allowed to watch. Together with some Mongolian medical students, I prayed the operation could be successful. The next day, I waited nervously with R2 while Dr. Jaffer removed her bandage. In 6 months, your son will be back to normal, he said. I just smiled, my mother cried, and I had to wipe away some tears too. Now, as you want to study hard to become a doctor, her whole future has changed, thanks to a simple operation. We should all think more about how much outside means to us. Now, that's it about it. I stay with my friend L2Y and CSIC in Mongolia, không hiểu tại sao đọc luận văn mà lại chọn một cái đề bài này. Khi ngắm cảnh của Mongolia. Có đi cảnh không nhỉ? Vâng. Chúng ta lại chạy lại xe. Vâng ạ. I'm staying with my friend L2Y and your scientist in Mongolia. Tôi ở với người bạn tên là L2Y khi mà tôi đi du lịch. Tôi đi ngắm cảnh tại Mongolia từ xa và xa. Nó phải là đáp án D. Make sure you take care of your eyes before they are more valuable than you realize. Cái này mới là cái thiết nghiệp chứ. Hãy chăm sóc cái mắt của bạn nhé. Tập trung vào. Wow. Hãy chăm sóc mắt của bạn nhé, bởi vì là nó giá trị bạn tưởng tượng rất nhiều. Tiếp tục. Nó làm đúng không? Wow. Wow, thank you so much. I'll come again now.